đột nhập vào giờ chỉ có chờ để bán thôi. Giờ chỉ có chờ để phòng để bán. Ok, đó cái gì anh? Vàng hương hả? Vàng sọc. Cái gì Kiên Giang? À, vàng sọc. Vĩnh Thuận Kiên Giang hả? Vĩnh Thuận. Anh mua ở Vĩnh Thuận hả? Bông gì mới là đúng sọc nè. Chứ đừng có như lúc trời ra bông. Ừ. Hơi bị lâu rồi. Trời ra bông thôi. Cây này không bữa. Đẹp nè. Chứ hai nhóm vậy đó. Mấy con ngỗng làm rẫy hết không nhóm rồi. Trời ơi, mấy chắc ăn thịt thì ngỗng nó không đủ nữa. Ông không gào lại. Ủa, anh này Mỹ Cam mà. Cái đó Mỹ vàng. Mỹ vàng. Mỹ vàng đó. Đúng rồi. Mỹ cam cái lá nó hơi sậm sậm như Mỹ đỏ. Mỹ đỏ tiền đen. Hả? Mỹ đỏ mà Mỹ đỏ là Mỹ cam không? À Mỹ đỏ là Mỹ cam. À bên đó là Mỹ đỏ là Mỹ cam. Mỹ đỏ là Mỹ cam bông nó đẹp. Mỹ hường không có ba bo. Mà một người ta đặt một bo. Mà có một bông. Có chứ. Có một người cắt bỏ rồi, cắt bỏ à cái này là Mỹ đỏ. Mỹ đỏ lá Mỹ cam à. Mỹ đỏ lá Mỹ cam. Đâu cái anh có hả? Mỹ hường. Hổm cũng tranh cãi trên Facebook quá trời đó. Mỹ cam. Hổm tranh cãi cái gì Mỹ hường Facebook đó. Lấy cây hay Mỹ cam nha cả nhà. Mỹ cam. Mỹ hường mà nó thấy cái lá gì không mình ra, vô nó Mỹ hường. Hay vàng chân cam. Anh này tiếng sen cũng thơm, có màu nhẹ nhẹ, nó thơm nhẹ nhẹ. Thơm nhẹ nhẹ luôn. Anh bảo cả nhà luôn. Anh không phải tím sen Vĩnh Châu. Mà anh cũng thơm nhẹ nhẹ nha cả nhà.